thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Xin chào tất cả các bạn, xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là Thái Phạm. Tôi là nhà kinh doanh, nhà đầu tư và là nhà sáng lập của cộng đồng Happy Life, đầu tư và thịnh vượng. Ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đó là những bộ phim thay đổi cuộc đời của tôi như thế nào và những bộ phim cũng sẽ thay đổi cuộc đời của rất là nhiều người. Thì có rất là nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ, thường xuyên hỏi tôi và email cho tôi nói rằng là những cái bộ phim nào cũng như cuốn sách nào đã giúp anh thay đổi cuộc đời của mình như vậy. Thì ngày hôm nay tôi có thời gian, cho đó tôi sẽ chia sẻ với các bạn về 3 bộ phim mà tôi khuyến nghị các bạn và tôi khuyên các bạn hãy xem. Bởi vì những bộ phim này sẽ thay đổi cuộc đời của bạn, thay đổi cuộc đời làm việc của bạn, cũng như thay đổi những sự nghiệp của bạn trong lâu dài, cũng như hạnh phúc của gia đình bạn. Chúng ta hãy cùng nói về bộ phim thứ nhất, đó là bộ phim Mưu Cầu Hạnh Phúc. Thì bộ phim này là một câu chuyện có thực kể về một nhân vật huyền thoại của phố Wall, đó là Chris Gardner. Thì Chris Gardner trong bộ phim do Will Smith là một diễn viên tài ba, một diễn viên điện ảnh tài ba của thế giới thủ vai. Và Chris Gardner là coach và với lại Christopher là người con của mình đã rất là vất vả trong cái cuộc đời, bởi vì là của Chris Gardner cái thời điểm mà khó khăn á là còn rất là nhỏ. Và Chris Gardner có một cái gia đình mà sau cái sự khó khăn về sự phá sản về kinh tế thì ông ta bị vợ bỏ. Và trong bộ phim này thì chúng ta sẽ thấy là Chris Gardner đã thực tập không lương tại công ty tên là Wither trong vòng 6 tháng. Và trong 6 tháng đó, Chris Gardner đã rất chật vật làm đủ các nghề để mà kiếm sống. Thì chúng ta cũng biết rằng là khi làm rất là nhiều nghề như vậy thì ông ta đã phải trang trải cuộc sống của mình bằng những số lương rất là ít ỏi, và thậm chí là gặp rất là nhiều những rắc rối với lại cảnh sát, rắc rối với lại những người chủ thuê nhà, và rắc rối cả với lại những công việc mà mình đang theo đuổi. Thì trong bộ phim này các bạn sẽ có một câu nói mà sẽ gặp được một cái câu nói mà rất truyền trọng được cho bạn, và tôi nhớ như in, không chỉ là tôi và còn rất nhiều người khác nhớ như in câu nói đó. Đó là lúc mà thời điểm Chris Gardner nói với con trai Christopher của mình khi đang chơi bóng rổ, đó là "Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. Alright? Alright. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it." Đó là câu nói đã ám ảnh tôi suốt cả một sự nghiệp, bắt đầu từ thời điểm năm 2004-2005 tôi xem cái bộ phim này, và nó tiếp tục theo đuổi tôi cho đến ngày hôm nay, đó năm 2018. Và tôi thường xuyên dùng cái câu nói này để tôi nói với lại con trai của tôi. Và tôi cũng mong các bạn hãy xem bộ phim này để có được cái cảm xúc rất thực sự, trải qua những cung bậc cảm xúc của Chris Gardner từ lúc có gia đình, có con nhỏ, chăm lo con nhỏ trên lúc vợ bỏ, và lúc mà thực tập 6 tháng không lương tại công ty Wither thì nó khó khăn và khắc nghiệt như thế nào. Nhưng tựu chung chúng ta đều mưu cầu một thứ, đó là mưu cầu hạnh phúc. Và một bật mí nhỏ, tên của công ty của tôi là Happy Life cũng được truyền cảm hứng rất nhiều từ bộ phim Mưu Cầu Hạnh Phúc, The Pursuit of Happiness này. Và bộ phim thứ hai mà tôi khuyến nghị các bạn xem, đặc biệt xem đi xem lại nhiều lần, mỗi năm lên xem đấy khoảng là 2-3 lần, đó là bộ phim Godfather, The Godfather là Bố Già. Đây là bộ phim rất hay kể về gia đình, một gia đình mafia rất là nổi tiếng, có thế lực tại New York. Đó là gia đình của Don Vito Corleone. Đây là một trong 5 gia đình quyền lực nhất trong thế giới ngầm của thành phố New York lúc bấy giờ. Nhưng tại sao gia đình của Corleone được đầu tiên là Vito Corleone, cho sau này đến là Michael và sau này là Vincent đều có một vị trí xứng đáng trong cái thế giới của họ, là bởi vì họ có được một thứ, đó là họ kiểm soát được những quan hệ. Những quan hệ này trong kinh doanh và trong đầu tư đặc biệt là quan trọng. Những mối quan hệ liên quan đến chính quyền, liên quan đến nhà lập pháp, và đặc biệt là những triết lý của bộ phim với lại bố già Vito Corleone thực sự đáng để cho bạn nghiên cứu những bài học đi và nghiên cứu lại rất là nhiều lần. Mà bộ phim này có một câu nói cực kỳ nổi tiếng, đó là
tôi sẽ cho bạn và cho cái người đó một offer, một lời đề nghị mà anh ta, người đó không thể chối từ. You can act like a man. What's the matter with you? Is this how you turned out a Hollywood Pinocchio that cries like a woman? What can I do? What can I do? What is that nonsense? Ridiculous. You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. You look terrible. I want you to eat. I want you to rest well, and a month from now, this Hollywood big shot's gonna give you what you want. It's too late. They start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Đây là một thứ mà các bạn sẽ thấy là trong nghệ thuật đàm phán và trong cuộc sống các bạn sẽ gặp phải. Và các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có thể áp dụng được những triết lý của Don Vito Corleone và Michael Corleone trong công việc kinh doanh, làm ăn và phát triển sự nghiệp của mình. Bạn hãy xem đi, bởi vì tôi nói sẽ không đầy đủ hết tất cả những ý, nhưng tôi khuyên bạn hãy xem phim The Godfather, đọc Bố Già, The Godfather. Bộ phim thứ 3 rất truyền động lực và cảm hứng cho tôi để tôi làm việc, đó là Forrest Gump. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Câu chuyện kể đơn giản về một anh chàng hơi bị thiểu năng, hơi bị trí tuệ, hơi bị kém phát triển, nhưng cả cuộc đời của anh ta không biết một việc gì ngoài chạy, và được động viên bởi người bạn gái thuở nhỏ, sau này là người vợ của anh ta, đó là Run Forrest Run, tức là chạy đi Forrest. Và nó kể về một câu chuyện về một cuộc đời của một con người chỉ biết chạy, nhưng không chỉ dừng lại chạy. Đó là cuộc đời về một câu chuyện đầy tình thương. Có nghĩa là nếu bạn sống trong cuộc sống này mà bạn có một trái tim biết yêu thương người khác, biết hành động về người khác và tập trung vào những gì mà bạn quan tâm nhất, bạn yêu thích nhất, và không care, không quan tâm đến những cái người khác, thì bạn sẽ có một cuộc đời mà bạn sẽ được sự may mắn. Thí dụ như câu chuyện về chuyện là Forrest Gump rất thương một người bạn sinh ra, người bạn gặp ở chiến tranh. Cái người này thì có một cái ước mơ là xây dựng một cái thuyền đánh tôm, khai thác tôm ở trên sông, tức là trên sông của một cái gia đình cũng như cái quê hương của cái người này, của người bạn. Thì Forrest Gump rất là hồn nhiên, có nghĩa là hắn chỉ quan tâm và cậu chỉ quan tâm đến chuyện là khi mà giải ngũ thì quay về Mỹ có được tiền mua một thuyền đi đánh tôm cùng với bạn, và cứ nỗ lực và không sờn lòng như vậy, thì đến một ngày tự dưng là trời giúp. Và có rất là nhiều những câu chuyện xảy ra với Forrest Gump mà các bạn sẽ học được trong cái bộ phim này, đó là về tình yêu thương, về sự ngờ nghệch đáng thương, về việc bạn chạy hay là bạn làm những điều gì bạn thích. That's right on, man. You said it all. What's your name, man? My name is Forrest, Forrest Gump. Forrest Gump! Tôi vừa điểm qua với bạn ba cái bộ phim mà tôi khuyến khích bạn hãy thực sự bỏ thời gian xem nó, bởi vì nó sẽ thay đổi, những cái bộ phim này sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Thứ nhất đó là bộ phim gì ạ? The Pursuit of Happiness, Mưu Cầu Hạnh Phúc. Bộ phim thứ hai đó là bộ phim The Godfather, Bố Già. Bộ phim thứ ba đó là Forrest Gump. Và tôi hy vọng rằng là những cái chia sẻ của tôi đối với việc ba bộ phim mà bạn cần phải xem để truyền động lực và cảm hứng cho bạn làm việc sẽ giúp ích cho bạn. Và đừng quên hãy chia sẻ video này với những người bạn mà bạn cảm thấy hữu ích.
Và đừng quên nữa, đó là hãy subscribe kênh thông tin của tôi để có những thông tin hữu ích về phát triển cá nhân, về đầu tư phát triển cá nhân và về business, về startup. Tôi xin cảm ơn bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.